Lên và Hồng Vân xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Ngay bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Chắc khoảng tầm chục. Hơn bạn xíu thôi. Bố mê non. Ôi trời ơi. Mời nhà trai. Đây, chào em. Rồi, mời đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi, còn em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 lon. 40 lon. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai. Trời ơi, cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, năm 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá. Thì bạn ấy có chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó.
sinh là được cái tốt nhất, mà không sinh thì cũng sinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Ly. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. À, là em trai có đây không? Dạ có kìa. À cho anh dạ. Gặp em trai chút đi. Nhà em thì là bốn anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đang là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học tới đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu. Ôi dồi. 5 triệu một tháng. Tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là rửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nó 1 tháng chứ. Thế hả, 1 tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em, nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa. Đi về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi cảm ơn em trai, em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Em chào anh. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đây thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Nguyên Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh vừa rồi quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa, mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ yeah. Không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Nên là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá.
nên à, khả năng là thôi ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay tôi được đây bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại nếu mình được hôn bạn được không? Thấy dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim vô cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mỏng em tự làm cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nắp luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực, tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành, rõ chữ, rõ nghĩa nữa đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình, em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu. Năm ngoái em 31 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này? Nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Dạ không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm phần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. À, những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em không biết trắc trở không, mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Làm yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không, ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi đó.
mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó đó. Sao? Thích nữa. Sao? Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ quá, em trao luôn được không thứ hai? Là luôn, cũng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó. Rồi, hả? Trời, mối tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì tính ra mối tình chính thức của em, em có hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được một năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có một năm thôi. Có một cái em không thích của anh đấy nhất nó là ghen. Mà ghen, ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi, thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút chút. Rồi khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ủa điểm, ưu điểm còn không, kể nhanh nhanh lên đưa dịu hoài. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu, mà có bạn anh bên kia ăn vụng số 1 luôn. Lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Khóc trốn không à. Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì đấy? Rồi em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái móng em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu em ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi, chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh. Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 đó cái, chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Ta chia của trước rồi đó nghe. Tặng cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao. Yếu yếu đúng không? Dạ. Sao là đàn ông được rồi. Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn vì... ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đặt ở bên mặt nè, em không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước khi gặp gỡ đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh, thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có thôi sao hết anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi, thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau sống nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa?
Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Ồ. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã độ một hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gọi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn để cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Đồ, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi, một chùm nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra cho một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con trai đó nhiều nhìn nó đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em cũng thích dịu, dịu vừa thôi chứ dịu quá nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, anh tại anh tại tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai à? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu, em đi cùng với dì của em rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc ạ. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình thì tôi thì nói chung thì cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn? Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn dì Cổ Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá. Hợp lý. Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em, một ba người hả? Em gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi chào chú. Con chào chú á. Xin chào là Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện. Hồi 7 tuổi đến học, từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cắt là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít. Thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai đứa, hai con là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Trên đất à. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Em chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về, tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến bên nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tập về này luôn được không ạ? Bà dịu, nó còn dịu hơn. Ai tên Diệu. Dạ. Đeo tập về vô đúng là dạ, Diệu là... Ôi vi Diệu, hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có. Em yêu. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ.
anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái. Em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè, xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu, chắc là có rồi anh. Hé hé hả? Dạ dưới này có, chắc trên có đó. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Đó, rồi, à, rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á. Thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em có lẽ, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok, em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi. Thôi mình bấm nút đi kìa. Yeah. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn vô nó hết nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Thật sự chúng tôi đang nói chuyện để khơi gợi, để các bạn có thể nói nhiều hơn, để các bạn lộ ra những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm để hai bên nhận dạng nhau nó dễ hơn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Để xem lại chương trình, quý vị có thể vào trang MCV Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 chủ nhật và 22h. Em nói em quê ở đâu anh nghe? Dạ em quê gốc ở Long An. À. Bình Lức. Không, gốc ở Long An, trên Tân An ạ. À. Thành phố Tân An, Long An. À. Từ Tân An qua Bến Lức là cũng không có gần đâu nghe. Ông sát bên luôn. Nhưng mà tức là cái Long An nó rộng lắm, một cái điểm ông này qua đi Bến Lức là sát bên à. Dạ cũng không gần lắm. Em ở huyện nào? Em thuộc huyện Thủ Thừa ạ. Thủ Thừa? Dạ. Thủ Thừa Quân Đức trồng cây à? Dạ. Ngày nào đi làm cũng đi đi về về hả cưng? Dạ. Ngày trước thì em ở Hồ Chí Minh. Em mới về đây một thời gian ngắn thôi. Tức là trước đây em ở Hồ Chí Minh? Dạ.
rồi em mới dời về Long An. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ anh xin. Mình gái nghe đi. Dạ anh xin được nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của em á. Đầu tiên là ưu điểm là em hiền lành lương thiện, siêng năng siêng năng giỏi giang, không ăn chơi, ngoan ngoãn, lễ phép, không tham lam. Còn cái khuyết điểm của em là ở nhà hay nói em là ở sạch quá, kỹ tính quá. Dạ. Sạch lắm luôn hả? Cái kiểu như là em đụng đồ vật gì hơi bẩn tí là chạy đi rửa tay liền. Đúng sợ rồi, ở sạch đi. Thôi. Dạ. Nhưng mà em thì à. Ở sạch, ở kỹ, ở sạch ngày sạch sẽ. Lần. Dạ. Ngày tắm mấy lần? Cũng tầm 2-3 lần với chị Lan. Đây giữ dần rồi đó. Chà, ở sạch. Ngày tắm 3 lần sạch giữ dần rồi đó. Đúng không? Dạ, giường cam em cũng kỹ, giường cam em cũng kỹ như trong nhà, là nói chung là tính em sạch sẽ là kỹ quá rồi. Cái người kế bên mình đó, người ta không kỹ có làm khó chịu không? Dạ không sao, đó là mình kỹ là quyền tự nhiên của bản thân mình, còn người khác kỹ hay không kỹ đó là của người khác, mình đâu có quyền để quyết định. Đúng rồi. Dạ. Nhiều khi mấy người kỹ quá sống với người khác khó lắm. Dạ, dạ giờ ở dòng này sướng lắm mà nha. Về coi như em lo hết á, em dọn sạch sẽ ra đúng không Nhung? Dạ nói chứ là nhà em thì em không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nói chung là em cũng không tướng đưa tường đó, không có gì luôn. Dạ. Trời xấu quá. Ấy vậy trời. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì em cái trong việc là em hơi cầu toàn quá, cho nên là nó em làm hơi chậm, công việc làm hơi chậm. Dạ. Nói chung cái đó là mình khắc phục cũng được. Dạ. Có những công việc phải chậm em ơi. Dạ. Đó. Thôi nhà trai tôi cũng hơi ngon á nha, nhà gái. Nhà trai là gần như hoàn hảo rồi. Ừ, lương thiện đó. Rồi nhà gái thì sao nè? Em hả chị, về giống cái gì? Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái như thế nào? Dạ em thì ngang ngắn đàng hoàng, ít nói, kỹ tính, khó tính. Trời ơi, bên kia cũng kỹ tính nữa. Còn khuyết điểm của em cũng là khó tính, với lại rất là khó tính, nói chung là rất là khó tính. Rồi xong. Trời, xin một cặp nha. Cái gì? Nói bên nghe. Đây là kỹ tính, khó tính, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Dạ. Hai cái này ở nhà sạch sẽ lắm luôn. Nhà sạch dữ lắm à. Được luôn á. Rất hợp lý luôn nha. Nhà trai, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, cũng giống như bạn hồi nãy là em cũng trải qua 4 mối tình. 4 mối luôn? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất thì cũng khoảng mới đây là từ lúc em mà Covid em về là ở tới giờ là em không còn quen bạn gái nữa. Từ lúc Covid giờ là không có quen ai luôn? Dạ đúng rồi. Lúc trước là 4 mối? Dạ, tại vì lúc trước thì đi làm có điều kiện gặp bạn gái, còn ở về giường làm đâu có gặp bạn gái, ở giường đâu có con gái đâu. Trời ơi, đi về quê là gặp mấy cô thôn nữ. Không, cô nữ thì đi làm Sài Gòn, Bình Dương hết trơn là không ai ở không quê. Không có thôn nữ luôn hả? Ở dưới nông thôn giờ toàn có. Cái thôn giờ toàn nam không hả? Đi lên Sài Gòn làm trơn à, chứ không ít kia nữ nào ở dưới quê. Vậy là gần 3 năm nay chưa quen ai hết. Dạ đúng. Cái mối tình mà dài nhất của em là bao lâu? Vậy là mối tình đầu tiên của em. Mấy năm? Là cũng một năm, kiểu như là hồi đó là hai chúng em á là luyện thi chung. À. Nhưng mà ở gần nhà trọ, gần sát gần nhau á. À. Rồi trên đường đi về là mỗi ngày mỗi đi về chung á. Ừ. Từ đó nảy sinh tình cảm. Sau này cái mà ra trường á, mỗi đứa hướng là cho nên nó không còn gặp nhau nữa, nên từ đó chia tay. Chia tay luôn. Dạ. Với mỗi tại cái thời đó nó là không sử dụng điện thoại. Lâu rồi đúng không? Dạ, 2007 hay 2008 lúc rồi đó là chưa sử dụng điện thoại. Mấy tháng? Là cũng mới đây, là em làm ở Cần Thơ đó, rồi rồi em Covid thì em về ở đây luôn, là từ đó không còn liên lạc nữa. Covid chứ không có liên lạc luôn hả? À, cũng như là mình không đến gặp người ta thường á, người ta kiểu như là ta không gặp người ta xem mặt cách lòng á. Người ta cũng nặng nã, sau đó rồi từ từ người ta cũng dạt chia tay luôn. Em kỹ tính với lại vườn được nhà cửa này kia, nhưng trong tình yêu có kỹ tính không? Dạ không. Trong tình yêu thì em cũng quan điểm tình yêu là của em là chỉ cần chung thủy, chân thành rồi biết chia sẻ là vậy là được rồi. Dạ được đúng không? Dạ. Nhưng mà sao những mối tình đó có lý, em có biết lý do tại sao mà chia tay luôn 4 mối tình không? Có nghĩ mối tình đầu tiên có lẽ là do là mỗi đứa một hướng, chứ mỗi tình những mối tình sau là có lẽ là tại vì em chưa có kinh tế tài chính nhiều, có lẽ là chưa làm ra nhiều tiền đó. Lúc đó chưa có tiền. À. Giờ có chưa? Dạ có. con hổ cam mà con nói chơi chứ. Bây giờ quan trọng là yêu thương nhau thôi. Dạ. Thật ra nếu hai đứa yêu thương nhau, lo cái hổ cam là mệt luôn rồi đó. Dạ. Nhà em sống với ai vậy Nhung? Dạ, em gái của em thì ở làm ở Trà Vinh, còn em với cha mẹ sống chung. À, em với cha mẹ thôi. Dạ. Với em gái thôi. Em gái thì xuống về đi Trà Vinh làm luôn rồi. Chỉ có nửa tháng, một tháng mới về lần. À. Dạ. Rồi vậy là nếu mà lấy vợ thì phải là về làm dâu đó. Dạ. Mình lo cái gì cam phụ em đúng không?
Không có cam thì để em lo được mình em được rồi. Em bạn gái chỉ cần nội trợ nấu ăn là được rồi. Dạ. Trời ơi. Nhà gái. Để hỏi coi cô thôn nữ Long An này có đi về vườn cam để làm dâu được hay không nè. Vườn cam ở đâu lưng chị? Hả? Vườn cam ở đâu kìa, nhà gái hỏi. Vườn cam Trà Ôn. Ở Trà Ôn Vĩnh Long. Một mẫu gần mẫu cam đó. Em thì dạ em thì từ nhỏ tới lớn chỉ có biết đi học với đi làm văn phòng hà, thì em cũng không có biết trồng cam trồng làm nông nữa. Không, không có ra là anh làm hết cho em, chỉ cần nội trợ thôi. Em chỉ nấu cơm rồi lo thu tiền cam thôi. Thu tiền cam thôi. Dạ dạ. Đó bên đây là thoải mái nha, thu tiền cam ngon lành. Em mấy mối tình rồi anh gái? Dạ em xưa giờ thì không có quen, chính thức quen một người bạn nam nào hết. Mà là cũng có tìm hiểu một hai bạn. Nhưng mà chắc do là em khó quá cho nên là em không có quen. Khó là sao? Nói chị Lan nghe coi. Khó là khó là sao? Ví dụ như con trai mà có cái tính gì mà em không thích nè, em nói chị Lan nghe coi. Dạ như đàn ông hay quen linh tinh. Quen linh tinh. Dạ. Không chung thủy đó ha. Đúng rồi. Và quan điểm xã hội của em là em sẽ không thích và một người không lịch sự, không văn minh, không ăn học thì họ sẽ cư xử khác với những người có ăn học, có trí tuệ. Thì em cũng không thấy mình hạp, chứ em không có kỳ thị. Nói chung những cái yếu tố đó là khi em cũng không. Với lại khi một người người ta quen một người phụ nữ, người ta nghĩ là người ta quen thôi, chứ người ta không có nghĩ là người ta sẽ kết hôn. Và em nghĩ rằng thời gian của cuộc đời em thì rất là bé nhỏ, em không có thể nào mà quen anh ta một cách đúng rồi. Quen, em không quen là, dạ, dạ. Là quen là lấy nói luôn chung, dạ ừ. Nói chung là không thích như thế. Rồi thì mấy thằng trai trước là quen chưa quen anh tìm hiểu mình đi nói chuyện rồi. Mình đi cà phê mình nói chuyện vài lần thì mình cũng hiểu quan điểm anh. Anh mới quen anh hung em la đúng không? Mới quen là giống như mình mới tiếp xúc gặp mặt mà mình hôn thì hình như hơi không lịch sự lắm. Đối với em là như vậy, còn đối với những người khác thì em tôn trọng. Quan điểm của em nó hơi, tại vì em thấy rằng giống như là định nói cái đó là cái kỹ tính của em ấy. Với lại thật sự là em độc thân cũng được, nhưng mà miễn sao cuộc sống mình vui vẻ là được. Còn nếu kết hôn thì phải kết hôn với một người biết quý trọng mình, yêu thương mình và tử tế với mình, và có thể sống với mình hết cả cuộc đời giống như những người xưa. Thì em tôn trọng và quyết định kết hôn. Em như vậy. Em tìm hiểu mấy người kia có người nào nắm tay em chứ không? Dạ nắm tay thì bình thường anh. Có hôn chưa? Dạ hôn thì hôn chị. Khó lắm. Khó, cô này khó đó. Em thấy cái đó là một cái truyền thống văn hóa. Đây mà em thấy rất là hợp lý. Tại vì em thấy nhiều bạn quen nhiều thì cũng cuối cùng các bạn ấy vẫn độc thân giống như em thôi. Họ cũng không có hạnh phúc anh. Em thấy vậy. Nhưng mà trong chương trình này nếu mà tìm hiểu nhau mà được đó. Dạ. Bấm nút cái là phải hôn đó. Là phải dạ, có nụ hôn đầu tiên đó. Dạ không. À thì đó anh thông báo về trước luôn cho dạ, em luôn. Em có coi chương trình này chưa? Em coi hơn 10 năm rồi dạ, đó. Dạ em coi chắc lúc chương trình mới mới ra. Thì đó thông báo cho em vậy để nhưng cho mà em biết em luôn. Cũng chia sẻ luôn là không được ạ. Thì không được thì tùy em thôi. Nhưng mà nếu bấm nút là phải là bắt buộc phải hung á. Vậy là không bấm luôn hả? Vậy là không bấm luôn á. anh nói ngay từ đầu luôn vậy đó. Dạ. Đó. Thật ra một cái nụ hôn vô má thì nó cũng không phải ở anh thấy bây giờ là hai người bạn ôm nhau rồi gặp nhau rồi cũng nói chung là mà. Giống như mình chào mà mình ôm chào theo kiểu châu Âu thì em lịch sự. Còn thí dụ như mà hôn hay cái gì đó em cảm thấy ủa đâu có gì đâu mà phải hôn ta. Anh thấy mấy người ta cũng gặp nhau chào các thủ tướng nước ngoài gặp nhau cũng cái, dạ cái đó là văn hóa châu Âu em cảm thấy tôn trọng nhưng mà hôn mà để mà cái hôn mà để có tình cảm là không được trên sân khấu này đúng không? Thì này cũng đâu phải hôn mà hôn sâu đậm gì đâu, hôn phớt phớt thôi mà. Đâu phải hôn 5 tiếng đâu. Hôn phớt phớt thôi mà. Dơ lắm đó chị. Hả? Gì? Hôn vậy dơ lắm. Gì? Hôn sao dơ? Không có thân mà anh. Hôn 5 tiếng thì bớt quá lũng cái má thôi chứ có gì đâu. Gì đâu dơ hôn mà dơ gì? Đó giờ nghĩ hôn là dơ lắm hả? Em cũng thấy nó cũng không có vệ sinh. Mất vệ sinh hả? Không có vệ sinh lắm. Không có vệ sinh lắm hả? Trời chết rồi. Không có thân lắm mà anh Quyền Linh như thế thì cũng không vệ sinh lắm. Ở ngoài đời chị xinh đẹp trên hơn tôi quy. Cảm ơn em. Dạ.
mỗi người một quan điểm thôi. Đó là không, quan điểm không của phải. Em thấy là các cô gái nên kỹ một chút, vậy cũng tốt cho mình nha. Sao? Em thấy vậy chị, em thấy các cô gái nên kỹ một chút cho cũng tốt cho mình. Em thấy những cô gái mà giống như là thanh lịch hay gì đấy, có kiến thức hay trí tuệ, lịch sự, văn minh, văn hóa thì có một lối sống nên sạch đẹp một chút. Sạch đẹp không hùng. Không nên bừa bãi ha, ý em là vậy, anh đừng có bắt bẻ. Không bắt bẻ, anh hỏi cho nó kỹ. Là em cũng biết trả lời sao là hàng hồng một tí là linh tinh. Hả? Sao? Không, vụ này hay nè. Không, cũng là một quan điểm. Đúng rồi, đâu ai trách được cái đó là quan điểm thôi. Mấy ông bà xưa là làm gì dám. Thật ra mình nghĩ cô này chắc cái thời xưa lắm rồi đó. Nghĩ là cô này sẽ là người hiện đại. Quan, đúng rồi. Anh nhìn em, anh tưởng đâu là người. Em về truyền thống văn hóa đạo đức thì em là truyền thống. Còn giống như về một cái cuộc sống hiện đại, hướng tới một cái điều hiện đại mà cả thế giới đều đi theo thì em cũng là một người như thế. Còn mấy mối quan hệ tình cảm thì em nghĩ là truyền thống là một cái điều hay nhất mà em rất tự. Quan điểm rất rõ ràng, trong tình cảm là truyền thống. Chứ em phải ông em không phải là một cô gái xưa cổ. Không, cũng khó lắm. Vậy chúc mình quan hệ xã hội thôi. Tức là nhìn em, anh nghĩ em cũng là một người cũng rất là hiện đại quá, nhưng mà trong suy nghĩ đó mình phải nói nó cũng gọi là đúng là truyền thống, nhưng mà người ta nói bây giờ thanh niên giờ, tuổi trẻ giờ nó hơi lạc hậu. Không, em thấy nhưng mà bây giờ người ta đâu có hạnh phúc như thời xưa đâu. Có chứ, em nói hiếm lắm anh ơi. Thế không, em bi quan quá. Không, tôi em thấy như thế. Bi quan quá là tìm không ra người. Không sao, mất công rồi về không hợp anh ơi. Không hợp là nhức đầu. Em nhiều bạn không? Bạn bè em cũng ít, đa phần là em làm việc. Bạn bè ít. Trong cơ quan nhiều bạn trai không? Không, em không quen người trong cơ quan. Em cảm thấy là khi em làm việc va chạm những con số đúng sai thì em sẽ bực vào đầu người ta một cái là chắc không quen được. Công ty chị có một bạn rất hợp với em. Nếu mà độc thân chị, nhưng mà đã từng kết hôn rồi thì em không quen. Em cũng là một design á chị, nghề lẻ của em á. Em có thể làm drafting. Bạn làm thiết kế và bạn cũng quan điểm giống em vậy đó. Rất là gìn giữ. Mà bạn rất là xăm mình, rất là xỏ mũi. Không, em không thích xăm mình, xỏ mũi. Em cảm thấy giờ thịt con người là xinh đẹp nhất, nên là xăm mình hay xỏ mũi là nó không xinh. Không, thực ra nói chuyện với em. Phải không? Chị để chị qua chị hỏi có xăm mình không nè. Dạ không có. Không có, đẹp á. Nói chung là cô này là không có gì xăm mình hay là đeo cái này kia là không có, không được rồi đó. Nói chung là một cô gái rất truyền thống. Giữ được cái truyền thống của ông bà ngày xưa. Con nói chuyện với em thú vị á. Thật ra là anh nói chuyện với rất nhiều cô gái, nhưng mà em cũng thuộc dạng người ta gọi là quý hiếm á. Không, lạ đó. Nói lạ chung đó. Là thời buổi bây giờ tìm được một cô gái như thế này rất là khó. Cũng khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Là chàng trai này nếu mà cua được là phải giữ nha. Rồi chúng ta quay trở lại với câu chuyện chính đi ạ. Nhưng chúng ta đi hơi quá xa rồi. Bây giờ là quan điểm về một người bạn trai của cô ấy cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ chúng ta hỏi nhà trai. Dạ. Quan điểm của em về người con gái như thế nào? Thì mẫu người con gái, mẫu con gái người lý tưởng của em á là nhất là thứ chiều cao phải cao trên 1m55. Thì tại em cũng cao tới 1m75 rồi. Rồi ngoại hình thì nhìn được là được. Rồi biết nấu ăn, tính tình thì là trung thủy, hiểu chuyện, hiền lành, không đua đòi. Còn em không thích mẫu con gái là ăn chơi, hung dữ, làm biết. Thích gái truyền thống không? Người đó. Nhìn gái truyền thống là cũng thích. Đó, đúng luôn. Bên đây là trung thủy, keo sơn luôn á. Hung người nào là lấy người đó, là không, không có mà hung người này là lấy người kia. Nên là rất là ok. Không thiệt, bây giờ kiếm khó lắm á thầy ca. Em thấy cũng nhiều mà chị. Em thấy cũng nhiều mà. Em, khi trong tình yêu á, em có khó tính gì không? Thí dụ hai người yêu nhau đó, em có khó gì không? Đó giờ em đâu có quen ai đâu mà em biết anh. Không, bây giờ chị hỏi nè. Bây giờ em quen, bây giờ thí dụ như em quen người đó thì đến khi nào em mới cho người ta hôn? Em nghĩ cái thước đo mà một nụ hôn á, không có cái định mức. Cho nên em không... Em cũng chưa biết hả? Dạ. Khó lắm, lâu lắm á. Phải thuyết chắc cưới á. Thực ra ai mà quen cô này á, rất là an toàn luôn, nhưng mà phải kiên nhẫn. Đúng không em? Thậm chí chở xe chắc không dám ôm luôn á.
Dịnh cái xe cứng ngắc luôn á. Có ôm không? Đi xe em có ôm không? Tại vì nếu mà quen thân chắc ôm chị. Nếu mà chị chở em cũng ôm chị nữa. Không, chị đang nói gì, con trai con gái? Không, nếu mà thân thì em cũng ôm à. Tại vì em thấy cũng bình thường nếu mình thân thiết. Cô này mà có thời gian ngồi nói chuyện với cô này rất là thú vị. Anh rất thích nói chuyện với em bởi vì lâu lắm anh mới gặp một người như vậy luôn á. Một người rất là lạ luôn á. Không nghĩ trong cái thời buổi này lại còn người như nếu em. Nếu em mà có con gái em cũng sẽ dạy con gái em hãy học thật nhiều, hãy làm thật giỏi và kỹ càng sạch sẽ. Con ở giá cũng không sao. Ở giá cũng không sao hả? Yes. Trời, tội nghiệp nó không phải hạnh phúc sao được em. Ủa vậy hả? Nhưng mà nếu mình xinh đẹp, mình có công việc tốt và có một công việc như ổn định hay gì đó thì mình giá rất là ok. Thật ra giờ không lẽ giờ không, con lại rất là thích cái quan điểm của bạn này. Tại vì có bạn trai hay không có bạn trai nó không quan trọng. Quan trọng là mình tận hưởng cái cuộc sống của mình như thế nào thôi. Em năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Em sinh năm 87. 87 hả? Dạ em gần 40 rồi. Gần 40 rồi mà chưa có một mối tình dắt dai. Tại em đâu thấy ai không, vì hợp ra, với em đâu. Em không thấy ai hợp với em. Thật sự là em em nhưng mà chị hỏi nè, em có khao khát để có một cái nụ hôn của một không một, chị không khao khát luôn hả? Em coi, ví dụ như em coi phim thì những cái hình ảnh lãng mạn ở trong em phim á, em không xem. Tại em thấy hồi nhỏ thì em có coi phim Hàn Quốc nhưng sau này đi làm với đại học thời gian bận quá thì em không có xem. Em với lại giờ, em không có khao khát về cảm xúc. Mà em nếu mà nói về giống như những ngày lễ hay Tết á, mà em rủ bạn em đi chơi á, thì bạn học của em á, đều có gia đình hết và không rảnh đi với em. Thì lúc đó em cần một người bạn thân để mà đi với em, đi cà phê hay đi du lịch gì đó. Thì em hoàn toàn không có. Nói chung là em cần một người bạn để mà đi chơi thôi, để mà vui vẻ, chia sẻ cuộc sống và thời gian. Chứ em không có khao khát về cảm xúc. Không khao khát cảm xúc luôn. Vậy có khi nào lãng cảm không ta? Dạ không hề chị. Không có. Tại hả? Vì tức là em vẫn có cái sự khao khát riêng. Dạ. Có bao giờ em tưởng tượng là em có chồng như thế nào không? Dạ không luôn. Trời đất. Ủa là sao anh? Em có người yêu như thế nào không? Tưởng tượng làm mình, nếu mình kết hôn thì em nghĩ rằng là em kết hôn một người mà giống như hồi nãy em chia sẻ, một người lịch sự, văn minh, tốt bụng và chân thành. Chứ em không có tưởng tượng mình sẽ tương lai mình sẽ lấy một người như thế nào thì thế điều nào đó là văn minh, tốt bụng, đạo giống đức như anh với chị à? Và không, những người không có, chị quen dữ lắm à, chị hung dữ lắm. Vậy hả? Vậy chị hung quá trời chị lắm, thì em không có lắm. Biết là chị cảm thấy đó là niềm vui chị luôn á. Vậy hả? Em bây giờ chị hỏi nè. Chắc tại em bị ế á chị ơi. Không phải ế, không phải. Chị hỏi nè, bây giờ ví dụ như cái này chị hỏi thôi nghe. Ví dụ như bây giờ mà em không có trải qua những cái cảm giác gọi là yêu đương nè, mình hôn nhau nè, rồi mình có những cái nhiều khi nó xa hơn nữa. Thì lỡ khi mà cưới nhau về á, cái này đừng giận nha. Khi mà cưới nhau về á, rồi cái em hôn nhau cái em cảm thấy là nó không hợp. Em lại thích nắm tay và ôm một cái. Nhưng mà bây giờ còn hôn thì không, nó không thể hiện một cái gì cả. Thật sự luôn á, em không em, chị biết hôn em chị chia tay nhiều người cũng vì hôn chị không có đã đó. Vậy hả? Thiệt. Em lại thích hôn má nhẹ nếu mà thân thiết. Còn nếu mà hôn mà kiểu gần sát cái gì đó thì em cảm thấy nó hơi bẩn. Tại vì nước bọt bẩn chị. Em xin lỗi nhưng mà nó bẩn thiệt đó. Từ sao có con? Không phải chị, cái đó là thiệt. Em có muốn có con không? Thật sự nếu mà chia sẻ thì em nói thiệt là trẻ em rất là dễ thương, đáng yêu và ngây thơ. Khi mà em nói chung là trò chuyện thì em cũng thích nói chuyện với con nít hơn. Nó rất là dễ thương, ngây thơ, cái mức độ ngây thơ của nó. Nhưng mà về sanh em bé thì em không có nghĩ. Rồi chị hiểu em rồi. Tại em thấy nuôi một đứa trẻ rất là cực và cho nó một lối sống hiện đại, văn minh và đầy đủ rất là khó. Rồi, vậy hiểu em rồi. Tức là em là cái người là em muốn có một người để bầu bạn, để tâm sự, để chia sẻ trong cuộc sống của em thôi. Trời ơi, sao khai thác em nhiều quá vậy? Đúng không? Không có khác không về cảm xúc. Chị phải hỏi cho kỹ. Em không phải BD, em gái. Thì đúng rồi, không phải BD, tại BD người ta cũng thích hung. Hỏi nó coi. Có BD cũng thích hôn lắm chứ bộ. Tại cảm xúc em dạt dào. Còn như chị thì nghiêm túc. Chị là nghiêm túc, nếu mà kết hôn thì phải kết hôn với một người như vậy mà lâu dài, người ta quý trọng yêu thương mình. Chứ những cái đó là cảm xúc. Mà có những người mà người ta cảm xúc quá nhiều, nhưng mà khi kết hôn sau một thời gian họ cũng ly dị hoặc ly hôn. Đó không tốt. Tại vì cuộc đời không ai muốn mình lỡ dở. Ừ đúng rồi. Đúng không? Đó là vậy. Vậy, ý quan điểm của bạn nào ra có cho nắm tay không? Điều chia sẻ như vậy. Tùy. Tùy hả? Rồi ok. Không tùy. Trời ơi, dướng rồi nè.
Không, thật ra là em gái. Dạ. Em khó thiệt đó. Không phải đâu anh. Cái đó là khó thiệt. Khó ngay cả khó trong tình yêu luôn á. Đàn ông nếu phải ai yêu thương em, phải yêu thương em dữ lắm và phải kiên nhẫn dữ lắm thì mới cua được em. Cua được là một chuyện nha. Rồi, còn trong ở chung là một chuyện nữa. Sống nó lại là một cái chuyện khác. Đúng rồi. Hả? Không, lạ đó, cô này rất là lạ luôn nha. Không, thì giống như truyền thống ngày xưa, các ông các cụ được mai, được mối rồi gặp nhau, họ quý trọng nhau mà họ sống tới cả trăm năm, hơn 100 năm. Em lại thích đó, như thế này. Đó có rất là nhiều những ông bà. Em thấy nó tử tế. Họ sống trong cái sự chịu đựng nhau. Bởi vì cái này không phải là chị cổ suý cho cái chuyện là chúng ta cần phải làm cái gì trước nha. Nhưng mà khi kết hôn rồi á, thì có rất là nhiều bà phải chịu đựng bởi vì mình lấy không có đúng người, bởi vì trước đó mình tìm hiểu nó. Có thể là mình hung không có sướng, mình nắm tay cũng không có đã, kiểu vậy đó, kiểu vậy đó. Thì tùy, nói chung là cái này là tùy cái quan điểm của em là như vậy. Sao vậy? Sao anh lên? Thật ra, dù biết không? Cầu tìm hiểu một người như vậy là an tâm. Thật ra nếu mà cô này mà em cua được á, thì coi như rất là an toàn luôn, về nhà có thể chăm sóc nhà cửa, đúng là người của gia đình. Cô này là một người ngọc nguyên. Đó, nhưng mà khó lắm á. Để mà em biết rồi đó, để một cái máu vật đó thì em phải chày chọc dữ lắm, không phải đổ máu. Dữ vậy. Em gái đi với em? Dạ, em đi một mình. Một mình. Rồi. Rồi. Trai đi với ai Nhu? Thì anh em của em bữa nay bận, không có xin nghỉ được. Rồi cha mẹ em bữa nay mất đi đám cho nên cũng không đi luôn. Thôi, thay đổi là để hai người xa lạ gặp nhau thôi, là có cảm xúc gì nha. Thôi, mở ra. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Chị quay ghế qua cho nha. Nhu ơi. Dạ. Bó hoa đó em chuẩn bị lâu chưa? Dạ em cũng chuẩn bị cũng bữa nay là hôm qua là đặt hoa rồi. Đặt hoa hôm qua rồi, chuẩn bị rất là kỹ luôn. Em nhận bó hoa đó em thấy đẹp không? Dạ cũng xinh, hoa lúc nào cũng xinh anh. Nhưng mà em sorry mà, em cũng mua một bó hoa hồng nhưng em lại để quên ở khách sạn. Dạ. Em có nhiều lần em được các bạn trai tặng hoa chưa? Cũng có nhưng mà ít anh. Tại vì nhận chắc cũng phải là một cái mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tại vì anh thấy em nhận bó hoa mà nó em muốn nhìn hoa luôn á. Dạ không phải, em cũng thích cây cỏ, thật sự là em thích thiên nhiên. Không nhìn hoa nhìn anh được rồi. Mà em cho anh hỏi dạ. Em ghét nhất là điều gì khi hẹn hò? Dạ anh hỏi là em được không? Anh muốn hỏi là em ghét nhất điều gì khi hẹn hò? Ghét nhất điều gì khi hẹn hò? Dạ. Ví dụ như là trễ giờ hay là giờ di thung hay là anh đến muộn quá chẳng hạn. Dạ thường thường để không nói để anh biết dạ, được thường thường á, khi hẹn hò thì ai cũng chú ý vào giờ giấc rồi, nhưng mà đối với em thì hay chú ý về tính cách. Giống như thô lỗ, khả ố, bất lịch sự thì em đều không thích. Mà mục tiêu lớn nhất sắp tới của em là em dự định sẽ như thế nào? Sống vui vẻ, tích cực và làm việc. Em có dự định gì lớn lao sắp tới trong tương lai không? Tại vì em có một mình, độc thân thì lúc nào em cũng chăm chỉ vào công việc của mình hết á. Mà em có thích đi du lịch không? Em lại là người thích yên tĩnh và trồng cây trồng hoa nên em không có, nói chung đi du lịch đó, nếu mà đi một team một nhóm mà đi với gia đình á, để mà gọi là đi để mà một gia đình vui vẻ thì em lại cảm thấy rất là ok. Nhưng mà nếu mà đi mà một mình chỉ là đi phượt thì em cảm thấy là nếu như mà là đi với anh thì sao? Không thân thì em sẽ không đi. Sao lại không đi? Đi hai người cũng vui mà. Tại vì em không thấy thân nên em cũng thấy không có vui nên em không đi là vậy đó. Mà dù như em muốn đi thì em thích đi chỗ nào nhất? Nơi nào sạch sẽ, đẹp đẽ và có những thứ mà để mình tìm hiểu nhất thì em sẽ đi. Mà em có muốn có gì hỏi anh không? Hồi nãy em giới thiệu mà em không có nghe rõ, không để ý là anh sinh năm bao nhiêu? Anh tên Nguyễn Lê Nhu, Nhu Nhu Mì, Nhu Cầu, Nhu Đảo á. Dạ. Ủa rồi anh sinh năm em làm việc. Em nói đi. Ý em hỏi là anh sinh năm bao nhiêu à? Anh sinh năm 88. Dạ. Còn em 87. 87 à? Dạ sao? Anh còn độc thân không ạ? Anh độc thân. Vì sao anh độc thân lâu quá vậy?
Hả? Em thì khó tính nhưng mà vì sao anh lại độc thân lâu thế? Tại hôn nhiều. Không phải chị Lan này đúng. Hoàn cảnh của bạn này là thế, còn hoàn cảnh của em là tại vì em chưa có sự nghiệp chính chắn đó, cho nên là độc thân tới giờ. Thì cũng có bạn gái, cũng có tìm hiểu, cũng có người yêu, nhưng mà kinh tế là chính, không đầy đủ để lo cho cuộc sống của bạn gái đó, cho nên là chưa đến giờ này chưa có vợ. Ủa mà em làm, em nói em làm công việc gì? Em làm kế toán. Kế toán gì? Thứ bảy chủ nhật em có nghỉ không? Em nghỉ chủ nhật thôi anh. Nghỉ chủ nhật. Ví dụ như chủ nhật, ví dụ như anh muốn hẹn hò hay gặp em tại đâu đó thì em có thể rảnh sắp xếp thời gian đi được không? Dạ vẫn được ạ. Ví dụ như em nói em ở Long An hả? Dạ, quê em Long An. Long An là cũng qua đây cũng gần phải không? Anh ở Hồ Chí Minh hả? Không, anh ở Vĩnh Long. Vĩnh Long em chưa đến bao giờ. Vĩnh Long là giáp ranh với Tiền Giang, qua Tiền Giang tới Long An đó. Nói chung là xuống cao tốc tới. À, lên xe nằm chút xíu tới. Bến lúc có cái cao tốc đi lên luôn á. Dạ. À. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh đến chương trình là tìm bạn gái hay là tìm một người phụ nữ để kết hôn? Anh tiến tìm bạn đời, tiến kết hôn. Rồi. Ví dụ như anh đi gặp em vấn đề đó, muốn kết hôn thì em nghĩ thế nào? Em chưa nghĩ. Em chưa nghĩ tới luôn. Dạ. Thôi giờ để anh làm bài thơ tặng em ha, tặng bài thơ với tặng quý diễn giả đây chương trình đây luôn. Anh làm bài thơ. Đến với bạn muốn hẹn hò, lòng vui phấn khởi, vừa lo vừa mừng. Hôm nay người đông quá chừng, có gì không phải, xin đừng chê bai. Làm lâu gì vậy Nhu? Cũng chừng cần tháng này đó. Tháng hả? Với anh muốn hát cho em một đoạn nhạc nữa, nhưng mà giọng ca nó không được hay nha. Dạ. Đứng lên, anh gái đứng lên. Đứng gần chút cho nó. Anh hát sau em Minh Quả theo vậy nha. Đứng gần. Dạ không, em không biết Minh Quả đâu anh ơi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi đến hết đoạn đường. Để cho kim đường đập và con tim người đi quá trời, đúng thì đúng. Em ơi hãy tiếc tin. Rung là có cảm xúc rồi đó. Em thấy sao? Em không biết, rung tại chắc anh hồi hộp anh ơi, chứ không phải rung có cảm xúc. Em thì sao? Em thì sao? Khi em nắm tay ảnh em cảm thấy như thế em nào? Cảm nhận được anh ấy rung thôi chị, ngoài ra em chưa nghĩ gì. Em chưa thấy con tim em nó nói lên điều gì hết hả? Mới gặp mà con tim nói sao nói gì. Khó lắm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em thấy ảnh sao nè? Thấy anh sao? Cũng là một người trưởng thành. Có bao giờ em nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Câu chuyện Chí Phèo rất thê thảm đó anh Linh. Thê thảm là sao? Câu chuyện của Chí Phèo rất thê thảm nên em sẽ không học theo. Ý em là sao? Dạ. Ý em là nói mới câu vừa một câu vừa nói đó. Ý em là cái câu em nói là chí câu chuyện Chí Phèo thê thảm lắm em không học theo là sao? Là em chưa nghĩ tới giống như những trẻ. Có đâu mình trai lớn lên có vợ, gái lên có chồng phải lên lên. Đúng rồi. Tự nhiên em cứ mở lòng mình. Để cho anh hỏi cái câu này, có khi nào là trong quá khứ em gặp mối tình nào đó làm cho em đau khổ cho nên là em... Dạ chưa anh. Hay là... Chưa ai hết. Hay là em sợ gặp người chồng vũ phu hung dữ. Vũ phu công an bắt chết đó anh ơi. Sợ hung mà không lấy chồng thôi đó. Sợ hung mà không lấy chồng, không quen thôi đó. Khó quá Linh. Hả? Bởi. Nhưng mà anh nghĩ là em cũng còn một vấn đề gì đó trục trặc, chứ một người bình thường thì sao lại nghĩ là mình không muốn lấy chồng, không muốn có con là... Vấn đề đó anh thấy sao? Sao em chia sẻ mà anh thấy hỏi lão ta? Em không chuẩn bị, chưa chuẩn bị tinh thần hả? Không phải anh là... Cô này là muốn lấy chồng, chứ không phải là không. Nhưng mà là để lấy được cái người đàn ông đó thì rất là khó. Cái kiểu người nãy như chị Lan nói là em gần hoàn hảo đúng không? Cái kiểu người như anh vậy đó là có xứng đáng làm chồng em không? Dạ là tại vì em với anh cũng mới tiếp xúc có chút xíu, em đâu có biết đâu mà Thì nãy anh vừa bộc bạch tính tình của anh, sẽ thích của anh người này với nọ tính tình đó. Như ảnh như vậy thì có phù hợp thấy với em không? Thấy thế nào? Thế những điều mà anh chia sẻ là những điều cũng là rất là tốt. Nhưng mà để trả lời câu hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc như vậy thì
chưa trả lời được anh ơi. Tại vì mới có chia sẻ có chút xíu mà đôi khi con người ta sống với nhau cả một đời cũng không có hiểu được hết. Để đi đến một quyết định của em như thế nào thì anh có làm một thơ riêng tặng em. Có nữa, thơ nữa. Lại rồi, giờ đây đọc